Welcome back và chào mọi người với một tập tiếp theo về The Game Plants vs Zombie. Thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây và chúng ta đã đến được khu vực sương mù. Nó là một trong những khu vực cực kỳ khó chịu và có thể nói là khó chịu nhất. Bởi vì sao ạ? You see? Who's that Pokemon? Vâng, nó là con zombie balloon, zombie bong bóng đó quý vị. Thì thoạt nhìn nó cũng có mẹ gì đâu mà sao phải sợ, đúng không? Nhưng bạn có biết người ta hay gọi tôi là người đàn ông có sương mù không? Hỏi cái bài này cũ rồi, bài này quen quá rồi. Yes! Chúng ta đã có mặt ở khu vực ban đêm rồi quý vị. Vâng, và chúng ta phải lượm nấm không dầu từ trong thùng rác ra lại thôi quý vị ơi. Suốt cái series mà lúc trước tôi chơi, tôi sẽ không bao giờ xài cây nấm này. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải xài thôi quý vị ơi. Được thôi, sương mù đi rồi, chuẩn bị ăn hành đây. Tôi không biết là tập này tôi đi được tới đâu nữa. Nhưng mà trước mắt là quý vị cứ spam cho em nấm đi. Nấm không dầu có nhiều spam hết cho em đi. Nói em giải thích tới đâu ta? Ừ đúng rồi. Thì con zombie bóng bay, nhưng quý vị cũng biết là nó bay trên bầu trời. Mà đã bay trên bầu trời thì mấy cái nấm không dầu hay là cái cây nấm này đi nữa, nó cũng bó tay, nó chắp tay, nó quỳ lại luôn, không bắn được. Tôi hy vọng là tập này tôi không ăn quá nhiều hành. Nghe có vẻ hơi bất khả thi. Cây nấm này nó đủ độ cao đúng không? Vậy thì tao không biết là nó có bắn được ở trên trời không nữa. Thôi, tao không chưa thử bao giờ. Bạn nó có được một cái cây mới. Nhìn mà xem. Nào là xương rồng, trong chống che nè, nổ bita, súng hai đầu gì? Này ngôi sao, ngôi sao cô đơn. Sao nó không có cái ghi nhớ lại ha. Ở những cái cây mình đã từng xài á, bấm cho đỡ lâu. Ok, chúng ta đã xuất sắc qua được màn 2 và không mất một cái xe nào hết. Ok, khởi đầu tương đối là thuận lợi đó. Nhưng mà tới vòng 3 mới có câu chuyện để nói nè. Ôi ôi. Nó đầy sùi. Ok. Chỉ còn một chút nữa là cơn ác mộng sẽ bắt đầu. Cầu nguyện cho em nha quý vị. Má con zombie bóng bay vô chưa vậy? Sao tao rôn quá. Má không biết giờ nó đi hàng nào luôn. Rồi, tao nghe tiếng nó ở đâu rồi. Ở đâu vậy? Cái này bắn được trên trời không? Ui, sao mày không bắn được trên trời vậy? Chết mẹ rồi. Rồi, mất xe rồi đó. Giờ mà lát cờ phát lên có thêm con nữa bay đúng cái hàng đó thôi. Hay quá, nó đi hàng ở trên rồi. Trước khi bắt đầu dòng bốn tôi cần phải xả stress tí. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mình mới chơi dòng 4 nha. Nghe bảo dòng 4 này nhiều người bị kẹt lại lắm nè. Nên khả năng rất cao tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Level 4 Easy. Tôi biết nhân phẩm của tôi nó rất là tốt. 6 xe là vừa đủ với tôi. Vẫn là anh ấy, vẫn là tôi. Vẫn là ban đêm sương mù. Ok. Ngày căng thẳng nhất. Qua được ngày này mới nói chuyện tiếp nha. Không qua được ngày này là coi như là tập này chúng ta sẽ dừng ở đây luôn á. 5 minutes later. Rồi, nó tới rồi. Để coi nó chọn hàng nào đây. Rồi, nó chọn hàng dưới nước luôn. Hay quá, hàng dưới nước yếu thấy mẹ luôn, chọn hàng dưới nước. Trời ơi. No! Dạ tôi biết mà, mày vô đi. Alo. Đó, mày làm gì được, mày làm đi. Alo. Chết con rồi. Ủa sao mày mất nhiều xe quá ta? Ủa hết con hả? Chết. Xong nay zombie bóng bay nó vô nhiều vậy. Hồi nãy có mấy con mà. Bay hàng nào. Hàng bay đi. Dẹp mẹ đi. Xin đấy. Xin người. Tôi biết là nó khó rồi nhưng mà tôi không nghĩ là nó khó như vậy. Ok. Qua đợt đầu tiên mất 2 xe. Ủa? Ở đây nữa hả? Trời ơi. Là mất 3 xe. Hồi ráng thì 3 xe thôi, đừng có vô nữa. 10 seconds later. Rồi. Vâng, còn 3 xe thưa quý vị và các bạn.
Vâng, còn hai xe thưa quý vị và các bạn. Vâng, thưa. Còn một xe thưa quý vị và các bạn. Trời đất mẹ ơi. Giết tao đi. Trời, tiếng nữa. Tao nghe một tiếng nữa. Tao nghe một tiếng nữa mới lắc cờ đầu tiên làm ơn. Vẫn còn một xe. Bây giờ thì ở đâu? Anh vô bị bóng bay. Xin anh. Anh hãy chọn đúng hàng, đúng đường mà đi. Hoặc là anh vô trễ tí cũng được, lá cờ cuối anh vô cũng được. Vẫn còn 3 xe bay ơi. Đi hàng nào cũng được, đừng đi những hàng này. Anh đù. Được của nó đấy. Xúc vật. Trời ơi, một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa qua được vòng thứ tư. Tao cần nghe một tí nhạc. Tao cần nghe một tí nhạc để giúp cho bản thân hào hứng và phấn khởi hơn. Quay vô quả bắp. Sao vậy Diễm ơi? Sao vậy Diễm? Sao mày đi hàng đó vậy Diễm? 1 hour later. Vâng, có những hôm nó vô có 3-4 con à. Có những hôm nó vô một nuôi con luôn. 2 hours later. Vâng, thưa quý vị, hãy đổi tên game này thành nắm không dầu vs zombie chứ không phải là mẹ mày land vs zombie nữa rồi. Đây rồi quý vị ơi. Có lẽ là lần này. Khả năng cao là lần này. Đúng rồi. Hàng số 2, số 3, số 4, số 5. Chọn đúng hàng nha con. Come on baby. Một con thôi đúng không? Hết rồi hả? Hết rồi. Hãy cho nó vô luôn. Vô đi. Yeah. Đúng rồi. Hai tiếng cuộc đời của tôi. Trời ơi, vòng 4 này. Đúng rồi, mày chọn đúng hàng rồi con ơi. Ba má mày tự hào về mày lắm. Ok. 2 tiếng rưỡi. Ai mà kẹt ở vòng 4, nghe bé man, đừng bao giờ bỏ cuộc nha. Em xui lắm mà em còn qua được. Thì quý vị không có cái lý do gì mà quý vị không đủ nhân phẩm để qua được cái vòng đó hết. Tôi nghĩ là level 8 hoặc level 9 nó sẽ xuất hiện con zombie bóng bay nữa. Tôi và tôi cá chắc là level 9. Bởi vì thường level 9 là level tập hợp tất cả những con lại với nhau. Level 7 lại là level con số may mắn của em. Cả nhà mình sẽ đặt cái KPI là chơi đúng lần qua luôn. Thêm cái nữa, chơi đúng lần không mất xe. Rồi, đợt cuối còn nguyên xe. Nói rồi, sao mà thua được, sao mà mất xe được, đúng không? Nổ 2 con nha, mày mà nổ 1 con cái là tao mẹ mày tao quê cùng. Hả? Rồi nó làm em mất xe rồi. Mày nha mày, mày có chừng tao nha mày. Sẵn bớt cây này ngay đây nha quý vị. Sẵn bớt cây này ngay đây để nó đi hàng đó là mình xài cái cây. Đặt luôn để mình phòng hờ. Tí nữa nó vô đúng hàng đó là nó chết. Lòng mộng gà này con. Nó vô đúng hàng đó luôn. Chơi nó. Rồi. Đó thấy chưa quý vị, thấy chưa. Em nói rồi, nó canh đúng cái hàng mình không có xe nó đi. Nó phải là bao nhiêu ạ? 100. Rồi, level 9. Chỉ cần qua được level này, như quý vị cũng đã biết, ngày hôm nay chắc chắn sẽ con zombie bóng bay. Và có cả con zombie này nữa. Nhân đôi nỗi đau. À, nó vô rồi. Mất thêm một xe. Ui, bay ở đâu. Ui, hàng trên á. No. Kiểu như mình đang ở ranh giới. Một là bỏ luôn, hai là tiếp tục. Và chiến thắng đó quý vị. Ôi, đừng. Ờ đúng rồi, hay quá. Còn 25, còn 25. 25.
May là sao tôi chuẩn bị được còn hai cái rồng rêu, tôi quất hai con luôn. Quả đó mà không có hai cái rồng rêu là mình thắng được cái con zombie bóng bay, nhưng mà mình lại thua cái con zombie ở dưới hồ bơi. Hôm nay có mưa. Sao mọi thứ trở nên tối quá vậy? Điều này có vẻ không tốt rồi. Không tốt lắm luôn. Nó tối như vậy có nghĩa là tao mới qua được vòng 9 đó, mày hiểu không? Yeah, guys. Ok. Ok. Guys, chúng ta đã làm được rồi. Quý vị ơi. Trời ơi, mẹ mấy cái khu vực sương mù này ăn không ít hành đâu, ăn nhiều hành lắm luôn ý. Trời ơi. Ok. Thì tập tới chúng ta sẽ đi lên khu vực mái nhà và đó cũng sẽ là tập cuối của chúng ta. Và hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.